Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đại hội 13 Đảng lại cho dân ăn bánh vẽ. Cho đến ngày 26 tháng 9 năm 2020, truyền thông nhà nước đã hồ hởi đưa tin đã có 10 trên tổng số 63 tỉnh, thành phố tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ. Thế nhưng vẫn là bổn cũ soạn lại. Tất cả nhân sự giữ chức như bí thư, tỉnh ủy, thành ủy đều do Bộ Chính trị quyết định. Trước kỳ đại hội, phương án nhân sự của các tỉnh đều phải thông qua bởi Bộ Chính trị. Bầu cử tại đại hội chỉ mang hình thức. Câu hỏi đặt ra là tổ chức bầu cử hình thức để làm gì cho tốn kém ngân sách nhà nước, vốn là tiền của mồ hôi, xương máu của nhân dân. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu vào hôm 26 tháng 9 đã chia sẻ bài viết có tựa đề Nỗi sợ hãi tranh cử trên trang Facebook cá nhân của mình. Đây là hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng và nhận hoa chúc mừng của nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Tiến sĩ Chu viết, trong quản trị quốc gia, không có tranh cử công khai thì không chọn được người tài. Và như vậy, không có tranh cử công khai thì kìm hãm sự phát triển của đất nước. Tại sao tất cả các cuộc bầu cử, các chức bí thư và chủ tịch tỉnh đều chỉ có một đề cử duy nhất mà thôi? Đó là vì bầu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội đều chỉ có một đề cử duy nhất. Và nỗi sợ hãi tranh cử bắt đầu từ trên cao nhất, chứ không phải ở cấp tỉnh, huyện, xã. Sợ đến nỗi không cho xã, huyện, tỉnh tự do tranh cử, vì nó sẽ cháy lan đến chức vụ cao nhất. Tất cả các tiêu chuẩn dài cả trang dành cho các chức vụ như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội cuối cùng chỉ là để trốn chạy tranh cử. Và đứng ở vị trí cao nhất mà lại sợ tranh cử công khai thì làm sao đủ năng lực dẫn dắt? Tiến sĩ Chu cũng bày tỏ sự thất vọng cho rằng nhìn vào dàn nhân sự của Bộ Chính trị đã duyệt vào các chức vụ như Bí thư tỉnh, Chủ tịch tỉnh và các bộ ban ngành ở Trung ương thì không trông chờ gì ở đại hội lần thứ 13, đó toàn là những người nghe theo. Đây là hình ảnh vào chiều ngày 18 tháng 9 năm 2020, ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020. Bầu cử hình thức trước nay là một đặc sản của chính quyền cộng sản để chiếm mắt quốc tế và lừa bịp nhân dân. Nhà nghiên cứu Lê Văn Sinh, cựu giảng viên khoa lịch sử, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội nói với đài BBC, tôi cho rằng qua các hiện tượng đơn cử trong các quyết định người này làm bí thư đảng ủy ở thành phố Bắc Ninh, người kia thì làm phó bí thư thành ủy Hà Nội v.v. Trước đại hội 13, ta thấy rằng chính sách nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam là một người, một nhóm người từ cấp huyện, tỉnh đến trung ương có quyền xếp đặt các chức vụ lãnh đạo đảng và chính quyền của đảng. Điều này tất dẫn đến việc bầu bán ở hội trường chỉ là hình thức. Ta không thấy có ít nhất hai ứng cử viên bí thư huyện ủy hay tỉnh ủy tranh cử ở các đại hội đảng đã diễn ra. Vì thế, nhà nghiên cứu Sinh cho rằng cách thức tuyển chọn nhân sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản không có gì khác các kỳ đại hội đảng lần trước đây. Theo ông, để chống nạn chạy chức, chạy cơ cấu, Đảng Cộng sản Việt Nam không thể giữ nguyên cách làm cũ này. Chỉ có dân chủ hóa việc bầu chọn người lãnh đạo bằng cách ứng viên tranh cử tự do, các đảng viên được quyền bầu chọn người lãnh đạo của mình thì công việc xây dựng đảng và quản trị xã hội mới tốt đẹp, thoát khỏi sự tha hóa đang hủy hoại sự nghiệp của đảng này. Và việc đảng cử, đảng bầu thì người đắc cử chắc chắn chỉ phụng sự cho sự tồn vong của đảng mà không cần quan tâm đến quyền lợi của người dân thấp cổ bé họng. Đây là hình ảnh những gương mặt tranh cử chức thị trưởng Paris vào tháng 6 năm 2020. Facebook Đỗ Ngà đã so sánh việc bầu cử ở xứ Cộng sản và xứ Dân chủ như sau. Ở xứ Dân chủ, muốn có quyền lực thì họ phải vận động dân bầu trực tiếp cho mình. Chính vì vậy, thị trưởng thành phố ở xứ Dân chủ là người dân trao quyền lực. Theo nguyên tắc, ai trao quyền cho tôi thì tôi sẽ làm việc cho người đó. Nguyên tắc này có từ ngàn xưa, khi mà xã hội loài người mới hình thành nhà nước. Ở công ty, nếu tôi được hội đồng quản trị chọn làm giám đốc thì tất nhiên tôi sẽ làm việc vì hội đồng quản trị. Mà đại diện cho hội đồng quản trị là chủ tịch thì sẽ là người có quyền lớn hơn tôi. Giám đốc làm sai thì chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị. Ở quy mô một thành phố thì người dân phải chọn và bầu anh làm thị trưởng thì anh chỉ làm việc cho nhân dân thành phố. Nếu anh làm sai thì anh sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Còn nếu anh không làm hài lòng người dân thì lần sau dân không bầu anh nữa. Như vậy, để trở thành thị trưởng và duy trì được vị trí này tại các nước dân chủ thì chỉ có một con đường duy nhất là làm hài lòng người dân. Và để lấy được lòng dân thì không còn cách nào khác, bạn phải có thực tài. Nếu có định nọt và tham nhũng
mà dân biết được thì chắc chắn sẽ bị mất phiếu ngay, thậm chí còn có thể bị truy tố trước pháp luật. Chính vì vậy, một thị trường tại các nước dân chủ thì bao giờ cũng có thực tài. Họ sáng suốt, họ có tầm nhìn, họ có phán đoán và quan trọng là sẵn sàng chịu trách nhiệm nếu chính sách sai lầm. Và đó là phẩm chất cốt lõi của người đứng đầu hành pháp, thành phố, xứ văn minh. Còn ở Việt Nam thì hoàn toàn khác. Đảng giới thiệu người ứng cử chủ tịch thành phố để cho Hội đồng Nhân dân bầu, mà cái gọi là Hội đồng Nhân dân ấy cũng chỉ gồm những người của Đảng, chứ chẳng có dân đen nào được lọt vào cả. Cho nên Hội đồng Nhân dân bao giờ cũng gật theo ý của Đảng bộ cấp đó. Nó tựa như Quốc hội gật theo ý Trung ương Đảng vậy. Đây là hình ảnh ông Chu Ngọc Anh phát biểu trong kỳ họp của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội hôm 25 tháng 9 sau khi được 95 trên 96 đại biểu của Hội đồng Nhân dân có mặt tán thành bầu ông vào chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Việc bầu Chủ tịch Ủy ban theo hình thức thì có vẻ như được bầu bởi những người đại diện cho nhân dân, nhưng thực tế thì họ là người được Đảng cơ cấu. Chính vì vậy, lá phiếu của người dân trong chế độ Cộng sản không có ý nghĩa gì. Nó chỉ làm nên một mặt nạ dân chủ giả tạo để cho chính quyền tuyên truyền với thành phần dân chúng thiếu hiểu biết mà thôi. Nói tóm lại, Chủ tịch thành phố là người được Đảng trao quyền cho quyền lực. Đảng trao cho ai chức Chủ tịch Ủy ban thì người đó phải làm việc cho Đảng, mà đại diện cho Đảng bộ thành phố là Bí thư Thành ủy. Nếu Chủ tịch làm sai thì họ phải chịu trách nhiệm trước Đảng, chứ không hề chịu trách nhiệm trước nhân dân. Và vì vậy mà Việt Nam có thể được quyền lực thì chỉ cần lấy lòng kẻ có thể trao quyền lực. Trong thể chế chính trị độc tài cộng sản thì những cá nhân ấy chỉ lấy lòng Đảng mà không hề lấy lòng nhân dân. Thực chất của việc lấy lòng Đảng ấy không phải là lấy lòng mọi đảng viên, mà chỉ lấy lòng kẻ có thể trao quyền lực cho mình mà thôi. Hay nói đúng hơn, họ chỉ lấy lòng một vài cá nhân để tiến thân. Cách phổ biến nhất để lấy lòng sếp là chia chác quyền lợi tham nhũng cho sếp và nịnh hót. Còn nếu có thực tài thì coi chừng bị sếp đì. Vì sao như vậy? Vì những thằng sếp bất tài bao giờ cũng đố kỵ và ganh ghét những kẻ tài hơn nó. Và vào ngày 29 tháng 9, đài BBC tại London cũng đã đặt câu hỏi về những kỳ vọng, những đổi mới về đại hội 13 cho các nhà quan sát, khách mời, và câu hỏi trả lời nhận được chỉ là một sự bê quan và bế tắc. Đây là hình ảnh toàn cảnh hội nghị cán bộ toàn quốc do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì vào hôm 27 tháng 7 năm 2020 chuẩn bị cho đại hội 13 của Đảng Cộng sản. Nhà nghiên cứu Lê Văn Sinh đã bày tỏ quan điểm là không hy vọng gì mấy. Ông nói, cùng cách chuẩn bị nhân sự và đường lối xây dựng xã hội chủ nghĩa không thay đổi, vẫn là kiên trì xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vẫn coi học thuyết xây dựng xã hội của Lenin làm nền tảng tư tưởng và lý luận thì đừng mong một sự thay đổi tốt đẹp. Tuy nhiên, tôi hy vọng trong tương lai gần sẽ xuất hiện một nhà lãnh đạo mới cấp tiến, dám từ bỏ những giáo điều tệ hại kìm hãm sự phát triển của đất nước Việt Nam. Blogger Sương Quỳnh cũng bi quan nói, thực lòng tôi cũng chẳng kỳ vọng gì cả, vì ai lên nắm quyền nếu vẫn giữ nguyên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội mà như chính ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói rằng chẳng biết hết thế kỷ này có tới được chưa, mà vận mệnh đất nước cũng như sự phát triển bị đưa theo một con đường mù mờ như thế thì có hy vọng gì? Cho nên tôi thấy nếu còn giữ tư duy lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì họ chỉ làm cho đất nước này ngày càng lụn bại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2020 với bản tin Đại hội 13, Đảng lại cho dân ăn bánh vẽ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de